Hello, chào các bạn. Tiếp tục khui khui hộp, bữa nay không có hộp mà khui bịch. Khui bịch ni lông. Thì lâu lâu mình mua được cái món đồ chơi nào mà mình phải nói là mình ưng ý á, thật sự ưng ý và thật sự là happy với cái món đó thì mình sẽ khui cho các bạn coi cho vui. Ở đây mình mới mua được một cái bàn Helinox đây. Cái bàn Helinox các bạn. Hồi trước mình mua một cái ghế rồi, mình có review cái ghế này rồi và mình rất là hài lòng. Thì nay mình mua một cái bàn nữa để cho nó thành một cái bộ để mình thường xuyên mình đi camping, đi cắm trại thì mình có chỗ mình ngồi mình làm việc. Đó, đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc các bạn. Helinox thương hiệu của Hàn Quốc nhưng mà nó nổi danh toàn cầu bởi cái tính chất siêu nhẹ và siêu tiện lợi của nó. Rất nhiều hãng Trung Quốc bây giờ bắt chước cái thương hiệu này dữ lắm. Thì cái này cũng có nhiều người mua, nhiều người dùng rồi, đặc biệt là anh Cu Hiệp hay là anh Dương A Phạm. Đặc biệt là các bạn đi xe đạp á, thì các bạn rất là thích cái thương hiệu Helinox này bởi vì nó nhẹ. Các bạn biết rồi, mỗi lần mà đi xe đạp là phải tính từng gram luôn. Tại vì đem nguyên một cái bộ đồ camping thì nó rất là nặng và mấy anh đạp không nổi. Còn mình đi mô tô thì rõ ràng là càng nhẹ càng tốt, nhưng mà nặng thêm một chút thì cũng không vấn đề gì so với mấy anh đi xe đạp. Thì đây là hai cái bộ chân bằng nhôm nè, siêu nhẹ nè, màu cam. Đó, đây là hai cái thanh để các bạn gắn ở đây. Thì cái bàn nó diện tích như đây thôi. Đây là 40, còn đây là chiều ngang là 60, 2, 4, chiều ngang là 60, chiều rộng là 40. Cái logo Helinox ở đây. Và cái bàn nó xếp, cái mặt bàn nó xếp lại như đây, nó bỏ trong cái túi này. Thì trên cái mặt bàn này nè, nó làm bằng những cái tấm gì ở bên trong mình không rõ nó, mà cứng lắm. Đó, cứng lắm. Xếp thì bằng những cái lằn ở đây thôi. Rồi, hai cái cái này là mặt trên nè, nó có ghi nè, table on hard top. Rồi, cái mặt dưới thì các bạn có hai cái cây này, các bạn chống ở đây. Cây này nó xếp được nè, lúc mình cất vô mình xếp như vậy. Nó có một cái cọng dây bên trong để nó giữ lại, rồi mình đút vô này là xong. Rồi, khi mình xếp rất là nhanh. Khi các bạn quen rồi, thao tác để xếp cái bàn này chỉ trong vòng vài giây thôi, chưa tới một phút đâu. Thì các bạn có một cái bàn liền. Đó, đây là cái mặt bàn, đó. Rồi cái bộ chân nè. Đó. Tuần sau thì mình đi camping tiếp tục. Mình sẽ dùng những cái bàn này mình vừa làm việc, vừa uống cà phê, vừa chơi. Tại đi lên rừng, lên núi á. Đó, xong cái bộ chân bàn. Thì bốn cái chân có bốn cái cục nhựa đây nè. Thì nó là chân dưới đất. Còn bốn cái phía trên cái mặt bàn nó có một cái inox nè. Cái cục inox tròn. Đó. Các bạn gắn vào đây nè. Đây. Đó. Rất là dễ ha, gắn vô đây, đó, kéo căng vô, gắn vô cái bập là xong, rất là chắc, đó, xong cái bàn. Vài giây thôi các bạn, là chắc bạn có một cái bàn Helinox. Lúc này thì cái mặt trên này các bạn thấy không, cái mặt phẳng nè, nó phẳng luôn, nó không có mấy cái lằn lằn, mấy cái lằn xếp này là nằm bên dưới nè, đó, nằm bên dưới. Khi các bạn căng ra các bạn không có thấy lằn xếp nữa, và các bạn để máy tính đây, để cà phê đây, ngồi làm việc thoải mái luôn. Rất là chắc ha. Helinox, một cái bàn nhỏ nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Cái mà mình thích nhất là cái chất liệu, cái sự cao cấp, tinh tế và đơn giản nhỏ nhẹ của nó. Rất là nhỏ, rất là nhẹ. Rồi, đây là cái ghế của mình lúc trước mình review rồi. Thì sẵn bung ra thành một bộ luôn. Để ngồi câu cá, làm việc. Đó, cái ghế cũng bung ra rất là nhanh. Đó, nếu mà quen rồi các bạn xếp trong vòng vài giây thôi, chưa tới một phút đâu. Thì mấy cái này mình thường bỏ trong cái cốp xe mô tô á. Mình đi tới đâu là mình bung ra tới đó. Đây, đi ghế. Đó, đi ghế. Rồi, đây một cái bộ quá là gọn gàng ha, để bên gốc dừa ha, ngồi làm việc uống cà phê. Quá đã, tuyệt vời. Đây là cái bộ mà mình thích nhất đi camping các bạn. Một cái quạt di động pin 10.000 dùng rất là lâu. Một cái bàn mình vừa khui ra,
siêu nhỏ nhẹ, đem đi bất kỳ nơi nào, rất là nhỏ, rất là nhẹ, máy bay đi tất cả nơi nào mình sẽ đem cái bàn này theo. Và cái ghế này cũng vậy, Helinox hết, siêu nhẹ. Đặc biệt là một cái cục pin dự phòng. Các bạn thấy là đang ngồi ngoài trời này câu cá, đi chơi, đi cắm trại trong rừng, trong núi thì đâu có pin để sạc laptop mình làm việc, thì mình dùng cái cục pin này 20.000 mAh sạc cho MacBook và một cái máy tính. Đó, nhiều thôi là mình có thể ngồi từ sáng tới tối, đảm bảo được công việc tốt, giải trí tốt và có thể sống thoải mái, không cần phải khách sạn 5 sao gì hết. Chào tạm biệt các bạn.